Anh chị nào thích kinh doanh, mua bán, đầu tư các dịch vụ ăn uống thì hãy xem hết clip này của em nha. Một siêu phẩm, một trệt, một lầu, đường tỉnh lộ 866 luôn cô chú anh chị. Thì em bên nhà đất Tiền Giang Phạm Di, thì cũng lâu rồi em không quay lên clip cho cô chú anh chị mình cập nhật những căn nhà em mới vừa nhận luôn, rất là rẻ luôn. Thì hôm bữa tới giờ thì em rất là bận nha. Thì em sẽ báo giá thẳng luôn căn nhà mình luôn. Nhà mình là đường tỉnh lộ 866, là hướng đường mình vô khu công nghiệp Long Giang với khu công nghiệp Tân Hương của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì mặt tiền của mình là đường nhựa, đường tỉnh lộ nha. Và giá chủ kêu căn nhà của mình một trệt một lầu, giá chỉ có là 1 tỷ 3 là có thổ cư luôn nha cô chú anh chị. Thì giờ là em sẽ nói chi tiết về cung đường nha. Thì cung đường của mình là đường tỉnh lộ cách quốc lộ 1A. Về vị trí căn nhà của mình á, mình ngay chỗ ngã ba Phú Mỹ của chú, anh chạy vô khoảng là 1 km là mình tới căn nhà của mình liền nha. Thì nhà mình có diện tích thì nó cũng hơi hơi nhỏ nha cô chú anh chị. Diện tích ngang là 3 và sâu vô 24, tổng cộng mình có là 79,60 m² nha. Thì trong đó mình có là 32 m² là thổ cư. Thì căn nhà của mình thì thích hợp cho cô chú anh chị mình mở các tiệm xì ba, hoặc mình mở tiệm tạp hóa, dựa bia, là tất cả các dịch vụ mua bán nha. Tại căn nhà của mình thì gần chợ luôn, cách chợ chỉ có là mấy bước chân thôi. Thì nhà của mình thì cách khu nghiệp Tân Hương với khu nghiệp Long Giang, hai khu nghiệp lớn nhất của tỉnh Tiền Giang mình, chỉ khoảng là 1 km thôi. Thì đường đi rất là dễ đi luôn. Thì đường tỉnh lộ 866 thì 1 m ngang ở đây á là khoảng là 4 đến 500 triệu 1 m ngang nha cô chú anh chị. Thì ở đây mình có là 3 m. Thì căn nhà này em thấy cũng rất là hợp lý. Thì gia chủ cũng xây rất kiên cố, một trệt một lầu luôn. Đây, đường của mình là đường rất là ngon nha. Đường là đường xe container luôn. Đường này là vô hai khu công nghiệp lớn nhất của tỉnh Tiền Giang mình, khu công nghiệp Tân Hương và khu công nghiệp Long Giang. Đây, đường xá rất là ok luôn nha. Xe ô tô mình đậu vô tới sân. Thì mình có cổng trước nè, xe ô tô mình sẽ vào tới sân nhà mình luôn nha. Thì nhà mình có một trệt một lầu nha. Và giá chủ kêu chỉ có là 1 tỷ 3 thôi. Là sổ hồng riêng pháp lý gọn gàng. Thì em chỉ tính tiền đất thôi là khoảng là 1 tỷ có hơn rồi nha cô chú anh chị. Thì căn nhà này một trệt một lầu nữa, em thấy cái giá 1 tỷ 3 thì em thấy cũng rất là hợp lý. Nên em quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì địa chỉ căn nhà của mình là xã Tân Lý Tây của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây mình là đường tỉnh lộ 866. Đường mình là đường xe container. Đường mình là liên thông giữa huyện Tân Phước với ga mình về Long An rồi vẫn được nha cô chú anh chị. Thì ở đây mình cách quốc lộ 1A, trung tâm thị trấn Tân Hiệp mình, về đây chỉ khoảng 1 km thôi. Thì dân cư ở đây thì dân rất là đông luôn nha. Thì đường của mình là đường tỉnh lộ, chỉ thua là đường quốc lộ thôi. Đường mình đường tỉnh lộ. Thì căn nhà của mình thích hợp, mình về đây mình kinh doanh tất cả các dịch vụ đều được nha. Hoặc mình cho thuê vẫn ok nha. Thì giá trị căn nhà của mình thì nằm ở lô đất. Nhưng căn nhà của mình thì em thấy cũng rất là ok. Một trệt một lầu đúc nguyên tấm nha. Thì trong đó mình có là tổng cộng là 79,60 m², thổ cư là 32 m nha. Thì ở đây thì mình rẽ phải, thì mình ra ngay chỗ là ngã ba Phú Mỹ mình, chỉ khoảng 1 km nha. Rẽ trái mình sẽ về khu nghiệp Long Giang, khu nghiệp Tân Hương của mình, chỉ khoảng là 1 km. Thì kênh này của em thì em xây rất là nhiều kênh, đa kênh luôn. Nhưng kênh này em đặc biệt em sẽ chọn những lọc những căn nhà giá rẻ để cho cô chú anh chị mình ạ. À.